Xin kính chào quý anh chị và các bạn, mình là Phú Đạt đây. Hiện tại thì hôm nay thì anh em bất động sản của anh mình sẽ gửi tới cho quý anh chị mình cái quang cảnh từ bên trên của cái khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B mở rộng cho quý anh chị. Hiện tại thì ở đây thì được cũng khá nhiều cái nhà máy người ta về đây tập trung để xây dựng cái khu này rồi. Thì anh em mình xin cập nhật cái thông tin này tới cho quý anh chị và các bạn. Vâng, thưa quý anh chị, đây là cái quang cảnh của cái khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B mở rộng của chúng ta này. Đây là cái tuyến đường DH Tân Phú Tân Lợi nhá. Hướng này là hướng vào khu BKMX này. Còn phía trên đây là cái hướng ra DT71 này. Từ từ đây ra đến DT71 thì khoảng 500m nữa. Hiện tại thì các nhà máy đang được về đây thi công rồi quý anh chị này. Các đơn vị đầu tư người ta đang tiến hành thi công những cái nhà máy ở đây rồi. Có cảnh xung quanh đây thì rất là nhiều nhà máy đang được xây dựng. Đây thì đang được tiến hành là san lấp mặt bằng này. Úc ở bên kia đang đang làm kìa. Để tín hiệu khá là mừng cho những anh chị nào đầu tư đất ở bên khu công nghiệp ở gần đây, hoặc là cho những anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư đất về khu công nghiệp. Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B mở rộng như quý anh chị nằm ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước. Nhà máy khởi công khá là nhiều quý anh chị ạ. Đây, hạ tầng là xong xuôi rồi. Điện ba pha rồi. Có đầy đủ hết. Đang chờ đó chào đón những cái nhà máy, những công ty xí nghiệp về đây. Lát nữa thì mình sẽ gắn cái hình ảnh flycam ở trên cao cho quý anh chị nhìn được cái góc nhìn chân thực nhất về cái khu công nghiệp này. Rất là vui phải không quý chị? Ở Bình Phước thì hiện tại đang được đầu tư công rất là nhiều. Hạ tầng đường xá, các tuyến BKMX cũng được đầu tư làm rất là mạnh. Thì anh em bất động sản Quyền Anh thì sẽ cập nhật liên tục những cái tình hình mới nhất về cái thị trường bất động sản ở đây cho quý anh chị mình. Anh chị xem video nhớ cho Phú Đặt Nhà Đất một like để ủng hộ em. Và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của Phú Đặt Nhà Đất nhé quý anh chị. Đây, phía xa xa là những nhà máy đang được làm hết những cái cọc lên rồi quý anh chị kìa. Bây giờ thì người ta đang chờ thời gian khô bê tông để đổ. Xin cảm ơn quý anh chị nhé. Thì theo những cái thông tin bên nhà đất Quyền Anh cập nhật được thì cái khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 này thì có cái tổng diện tích là khoảng là 317 ha, trong đó thì có 132 ha là thuộc thị trấn Tân Phú của huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước và 185 ha còn lại thì là thuộc của xã Tiên Hưng, thành phố Đồng Xoài. Cái thông tin bên mình cập nhật hiện tại thì là cái khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B mở rộng thì đang được triển khai trước tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước. Thì khu này thì đang được tiến hành là mở rộng và xây dựng để làm những cái nhà máy ở đây rồi. Và như trước mà quý anh chị mình cũng đang nhìn thấy là hình ảnh những cái nhà máy này đang được khởi công xây dựng ở bên trong, khá nhiều cái nhà máy về đây là hình thành lên rồi, làm những cái phân xưởng ở đây rồi. Thì trước đây khoảng 2 tháng thì mình cũng có tới khu này, nhưng mà hiện hồi đó thì là cũng chỉ có lác đác một vài cái nhà máy khởi công thôi, nhưng mà hiện tại thì ở đây thì quan sát được và những hình ảnh mình gửi tới quý anh chị thì là ở đây hiện tại thì là cũng là nhà máy về là khá là nhiều rồi quý anh chị. Hiện tại thì đang được thi công này và thời gian sắp tới là sang đầu 2023 thôi là nhà máy người ta về đây là sản xuất được rồi. Thì đi khu công nghiệp này của chúng ta thì khá là thuận lợi để di chuyển anh quý anh chị. Cách ngoài DT đường là DT71 thì khoảng là 500m thôi. Vị trí rất là thuận lợi luôn. Đi lên Đồng Xoài đi về Bình Dương cũng rất là thuận lợi. Quý anh chị mình xem video nhớ cho Phú Đạt Nhà Đất một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhé, để giúp kênh ngày càng lớn mạnh hơn, để lan tỏa được nhiều giá trị tốt đẹp hơn tới với mọi người, cộng đồng anh em môi giới, quý anh chị đầu tư. Và quý anh chị nào có nhu cầu đầu tư đất ở khu trung tâm hành chính, khu Đồng Phú cũng như là các tuyến BKMX thì xin vui lòng liên hệ với anh em bất động sản của anh nhé. Bên mình sẽ hỗ trợ quý anh chị về những thông tin pháp lý cũng như là dẫn anh chị mình đi xem tổng quan về thị trường Bình Phước hiện tại. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem hết video. Chị có đóng góp xây dựng kênh xin anh chị để lại phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị.